Ở trang 48 của chương 3, trước khi chúng ta khảo sát về cái hình của các cái ngôi chợ thì chúng ta thấy người ta ghi giờ mở cửa và giờ đóng cửa của các ngôi chợ này. Ví dụ như trong cái hình thứ hai ở bên tay mặt chúng ta thấy đề là Heure d'ouverture de 7h à 18h, giờ mở cửa là từ 7 giờ sáng cho tới 18 giờ. Và khi viết ra cái con số này thì chúng ta thấy cần phải đọc nối de 7h, chỗ này phải nối à 18h, chỗ này hai nối 18h. Heure d'ouverture de 7h à 18h. Như vậy là khi đề như thế này, người ta biết là chợ này 7 giờ sáng thì mở cửa và 6 giờ chiều là đóng cửa. Và để nói giờ mở cửa thì chúng ta nói như sau: Pour donner des horaires d'ouverture, để đưa ra cái giờ mở cửa thì chúng ta nói Le marché ouvre à 9h, ngôi chợ mở cửa lúc 9 giờ sáng. Và chúng ta thấy con số 9 giờ khi viết ra thì chúng ta thấy có cái cách đọc nối và ký tự F biến thành V, 9h. Và câu thứ hai chúng ta nói là cái ngôi chợ này đóng cửa lúc 20 giờ. Le marché ferme à 20h. Ngôi chợ này đóng cửa vào lúc 20 giờ, tức là 8 giờ tối. Như vậy tổng kết lại chúng ta nói là ngôi chợ này mở cửa từ 9 giờ sáng cho tới 8 giờ tối. C'est ouvert de 9h à 20h. C là cái ngôi chợ này, ouvert là được mở, de là từ, à là cho đến. C'est ouvert de 9h à 20h. Và sau đây chúng ta làm bài tập ở trang 24 của sách bài tập Communication, giao tiếp. Người ta cho chúng ta một cái giờ mở cửa của một cái restaurant và đây là bài mẫu, và theo cái mẫu này chúng ta sẽ làm một số bài tập. Donner des horaires d'ouverture. Câu thứ nhất, écrivez les horaires d'ouverture. Các bạn hãy viết ra những cái giờ mở cửa và chúng ta coi cái bài mẫu. Đây là một nhà hàng, le restaurant, tên của nó là Au Petit Oignon. Để chúng ta để ý tới cái cách đọc OVE, là bình thường phát âm là oa, OVE là oa, nhưng ở đây phát âm là o, đây là trường hợp đặc biệt. Oignon là củ hành tây. Au Petit Oignon, ở cái cửa hàng, ở cái tiệm ăn có tên là Au Petit Oignon. Thì chúng ta thấy có cái hình là en semaine, là ở trong tuần lễ. Le semaine, le samedi là ngày thứ bảy, le dimanche ngày chủ nhật. Như vậy en semaine là từ thứ hai cho tới thứ sáu các ngày trong tuần. Thì buổi sáng matin mở cửa vào lúc 11 giờ sáng, soir là buổi tối đóng cửa vào lúc 23 giờ. Le samedi ngày thứ bảy thì buổi sáng mở cửa lúc 11 giờ sáng và buổi chiều đóng cửa lúc 1 giờ khuya. Fermé le dimanche, ngày chủ nhật thì đóng cửa. Thì chúng ta nhìn vào cái hình này và người ta cho chúng ta cái mẫu như sau. Example là ví dụ. Le restaurant au Petit Oignon ouvre de 11h à 23h en semaine. Le samedi, c'est ouvert de 11h à 1h du matin. Nhà hàng, tiệm ăn có cái tên là Au Petit Oignon mở cửa từ 11 giờ sáng tới 23 giờ các ngày trong tuần en semaine. Le samedi, các ngày thứ bảy, c'est ouvert de 11h à 1h du matin. Và chúng ta để ý cái cách đọc nối này. Con số 11, 11 giờ sáng, 11h chúng ta phải đọc nối. Và con số 1 giờ sáng, 1h cũng phải đọc nối. Ở đây chúng ta thấy có cái động từ ouvrir. Động từ ouvrir là từ nhóm 3. Có participe là ouvert, có nghĩa là mở. Và cách chia của động từ ouvrir ở thì hiện tại, mode indicative thì giống hệt như nhóm 1. Nó cũng tận cùng bằng ES, ONS, EZ, ENT, nhưng đây là nhóm 3. Động từ ouvrir được chia như sau: j'ouvre, tu ouvres, il ouvre, nous ouvrons, vous ouvrez, il ouvre. Như vậy ở ngôi thứ ba, số ít, cái tiệm ăn này mở cửa thì chúng ta dùng ouvre là il ouvre. Le restaurant au Petit Oignon ouvre de 11h à 23h en semaine. Le samedi, c'est ouvert de 11h à 1h du matin. Và chúng ta thấy chữ c'est ouvert này là được mở, đó là participe passé ở trên này, participe passé của động từ ouvrir. Ở đây có một cái điều là lưu ý là khi chúng ta chia các động từ nhóm 3 thì chúng ta nên học luôn cái participe passé để tiện một công hai việc.
Đây là những cái động từ bất quy tắc, do đó cái participe nó cũng bất quy tắc. Chúng ta học động từ nhóm 3, chúng ta học luôn cái participe. Nếu nó có cơ may nhớ thì rất là tốt. Và giả sử nó có quên thì chúng ta học lại nó cũng nhanh hơn là nếu chúng ta không học thì chắc chắn phải học lại lần thứ hai. Và sau đây chúng ta làm một số các cái bài tập theo mẫu như trên. Theo mẫu như trên tức là chúng ta thấy nhìn một cái đồng hồ này, người ta mở cửa giờ nào và đóng cửa giờ nào, tức là từ cho đến. Ở trong hai cái ví dụ đầu tiên chúng ta thấy đây là tiệm bánh mì. Tiệm bánh mì có tên là Le Fournil, là nó mở cửa từ 9 giờ sáng cho tới 1 giờ chiều, rồi lại đóng cửa rồi nghỉ, rồi lại mở cửa từ 3 giờ chiều cho tới 8 giờ tối. Thì chúng ta nói như sau. Trước hết chúng ta nói là La Boulangerie Le Fournil. Rồi, cái cửa hàng này mở cửa ouvre, rồi từ chúng ta thấy từ 9 giờ sáng de 9h à, con số này là 13 giờ à 13 giờ. Rồi kế tiếp chúng ta lại nói e là và từ 15 giờ de 15 giờ à cho tới đây là 20 giờ à 20 giờ. Chúng ta đọc như sau. Chữ A này là có accent grave. La boulangerie Le Fournil ouvre de 9h à 13h et de 15h à 20h. Như vậy chúng ta đã làm xong cái bài tập này dựa theo các cái dữ liệu mà người ta cho. Tới bài tập số 2 là boucherie Colado. Boulangerie là tiệm bán bánh mì, la boucherie là tiệm bán thịt, thịt này là thịt còn sống. Thì chúng ta thấy cửa hàng thịt này mở cửa từ 9 giờ sáng cho tới 7 giờ chiều, 7 giờ chiều tức là 19 giờ. Thì chúng ta nói là la boucherie. La boucherie cho cái tên của nó là Colado. Colado. Và mở cửa từ ouvre de 9h 9 giờ sáng à 19h. La boucherie Colado ouvre de 9h à 19h. Hai cửa hàng thương mại sau. Le primeur là tiệm bán hoa quả, kể cả rau nữa. Le potager là vườn rau này. Le primeur là bán rau trái. Có tên là Le potager, mở cửa từ thứ ba cho tới thứ bảy, từ 10 giờ sáng cho tới 20 giờ. Thì chúng ta nói như ở bên trên, chúng ta phải nói tên của cái tiệm này ra. Le Primeur. Primeur là tiệm bán rau, rau quả, cả rau và các trái cây. Tên là Le Potager. Le Potager là vườn rau á. Ouvre du mardi au samedi, du mardi au samedi. Là xuống hàng. Du mardi au samedi. Tiệm bán rau, hoa quả tên là Le Potager, mở cửa từ thứ ba tới thứ bảy, xong rồi lại từ 10 giờ sáng, de 10h. À, đây là 20 giờ. À, 20h. Le primeur, le potager, ouvre du mardi au samedi, de 10h à 20h. Và cơ sở thương mại cuối cùng, la poissonnerie, là tiệm bán cá, có tên là Pons et Fils, mở cửa từ thứ ba cho tới thứ bảy, từ 9 giờ sáng cho tới 19 giờ. Và chủ nhật thì 9 giờ sáng cho tới 13 giờ. Thì chúng ta cũng nói như ở bên trên, chúng ta nói cái tên của cái tiệm bán cá này ra. La poissonnerie. Và cái tên của nó ra Pons et Fils. Pons et Fils, khi chúng ta thấy như vậy là chúng ta biết cái tiệm này bán từ đời cha tới đời con. Ông bố tên là Pons, con trai cũng nối nghiệp, hai cha con nối nghiệp nhau.
Ouvre. Từ thứ ba cho tới thứ bảy. De mardi à samedi. Chúng ta xuống hàng chỗ này. De mardi à samedi. Rồi từ 9 giờ cho tới 19 giờ. De 9 à 19 giờ. E và chủ nhật. E le dimanche. Ngày chủ nhật. Le dimanche. The, chúng ta thấy là số 9 và số 1 buổi chiều. The never. À, 1 giờ chiều, chúng ta đây là 13 giờ. La poissonnerie Pons et Fils ouvre de mardi à samedi de 9 à 19 et le dimanche de 9 à 13 heures.